Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Con chào ông bà cô chú. Hôm nay hai mẹ con của KT sẽ đưa các bạn đi Costco. Có rất là nhiều bạn yêu cầu KT quay những gì Costco đang bán, đang sale, giảm giá và những món quà mà tặng cho mùa lễ Noel và Tết nè các bạn. Và những bạn sắp về Việt Nam muốn mua những món gì và đem về Việt Nam cho Tết á, thì KT sẽ quay luôn. Nhất là những cái kẹo nào, kẹo chocolate nào ngon, KT sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Mày có mua cho con chocolate không? Thì bây giờ mình vô mình mua chocolate. Mình vô mình mua rồi mình thử luôn. Ông ảnh thích ăn chocolate, trời ơi. Ok, và bây giờ mình bắt đầu vào trong nha các bạn. Trước hết mình thấy cái món này đầu tiên nè, mình thấy là vợ có thể mua cho ông xã hay là mua cho bạn gái, mua cho bạn trai tặng cũng được. Cái đồ chim rau nè, giá là 39 đồng 99, sale tới 20 đồng off luôn á. Còn cái máy hút bụi này cũng đang giảm giá, hiệu Dyson còn có 500 mà. Cái này là cordless, không có dây nha. Wow, cái máy Vitamix, cái này là máy xay sinh tố. Cái này mạnh lắm các bạn, 400, sale còn 300 mà. Mà còn được tặng luôn hai cái ly nữa nè. Hai ly này, hai ly này nặng lắm đó nha. Nhà bạn nào sắp đi chơi á, có thể mua cái này, nguyên cái bộ vali này luôn. Cái hiệu này rất là tốt, mình thích lắm. 150 nha. Mà được hai cái, một cái to với một cái nhỏ. Năm nay có mấy cái gift bag này mình thấy cũng dễ thương nè. Nguyên cái box xuông dễ thương ghê, có 55 đồng 69, mà nguyên cái hộp như thế này là to lắm. Ở trong đây mắc cười lắm. Có thêm ba cái bao thư, ba bao thư lì xì nữa. Còn cái loại này thì rẻ hơn, nó nhỏ hơn, thì 21 đồng 49. Giống như mình có bạn bè hay cô giáo hay là ai mà mình muốn tặng á, cho ngày lễ Noel nè, các bạn có thể mua mấy cái này tặng. Nhưng mà cũng tùy người nữa, người ta thích chocolate hay không. Người ta có nhiều loại khác nhau. Ví dụ như người ta không thích chocolate thì các bạn mua những cái gia vị này. Trong đó có honey mustard nè. Cái này thì 20 đô. Cái chiếc xe điện này đang giảm giá, mà giảm tới 300 đồng off luôn. Thường thường là 1450, bây giờ còn 1150, giảm 300. À, cái bàn air hockey á, đang sale luôn, 400 sale còn 300 nè các bạn. Trên thích này không con? Hôm bữa qua nhà cô Yến muốn chơi cái này nè. Nhưng mà nhà cô Yến hình như cái bàn bự hơn này phải không chưa Đình? Còn cái này á, là cũng Dyson, cũng cordless luôn, không có dây á, không có dây điện á. Người ta bán là 400. Này chắc loại này nhỏ hơn cho nên rẻ hơn nè. Giảm giá nhiều dễ sợ cho ngày lễ ha. Wow, cái humidifier này người ta bán còn có 65 đô à. Hôm bữa mình mua trên online của Costco á, mắc lắm các bạn. Lúc đó mình mua 89 đô. Nói chung lúc mà mình mua giá không có sale á thì nó hơi mắc. Nhà bạn nào cần thì nhớ mua nha, nhất là mùa này lạnh nè. Nó lạnh quá rồi các bạn nhớ mua. Mình dùng máy heat nhiều thì các bạn nhớ mua này, để cho nhà mình không bị khô. Khô quá mình bị khô cổ rồi mình chuyển qua ho đó. Mùa này hay là mùa nào cũng vậy, mình cũng khuyên các bạn trong nhà nhớ nên mua một cái máy air purifier. Nó lọc không khí á, cho nó sạch không khí của mình. Cái máy này là 129 đồng 99. Ví dụ như lễ này mà bạn muốn mua mấy cái Lego cho mấy đứa nhỏ, các bạn có thể vô Costco. Costco KT đi hôm nay là ở Fountain Valley, họ đang clearance 39 đồng 97 cent cho xe ha. Còn cái loại Harry Potter này tới 654 miếng, chỉ có 59 đồng 97. Còn cái loại này 10 tuổi trở lên 972 miếng, 69 đồng 97. Wow, có nhiều cái rẻ dễ sợ luôn ha. 19 đồng 97 nè, quá trời. Có mấy cái tấm throw mà đang giảm giá luôn. Cái này bình thường là 25, sale còn 17. Mấy cái tấm này đắp nằm coi tivi rồi các bạn. Cái này ấm lắm nè. Cái này ấm cho màu Christmas nè, ấm ghê nè. Cái này thì không có giảm giá, này là 19 đồng 99. Năm nay là mắc á, năm rồi là còn 16, 17 ha. Cái loại này thì không có sale, 19 đồng 99. Mà có màu đỏ đẹp lắm. Mình lấy một xe đầy như thế này luôn. Cứ mỗi năm á,
Mình mua nhiều mấy cái này lắm các bạn. Đẹp quá nhưng mà hết rồi. Có nhiều còn có nhiêu đây thôi. Để mình lên trên online mình coi coi còn không, mình mua thêm. Còn cái này á là, để coi, Countertop oven. Cái loại lò nướng nhỏ nhỏ để phía trên cái bàn á các bạn. Thì cái này đang giảm giá 120, sale được 30 đồng off luôn á. Hiệu này cũng tốt. Cái hiệu này là cái cánh cửa mở ra như thế này. Đó, mình mở một cánh nó mở ra hai cánh cho mình luôn. Cứ mở một bên cửa nè, con làm đi. Đó. Nó cũng rộng lắm nha, nói nhỏ nhỏ vậy chứ rộng lắm. Có tới 2 ngăn mà có air fry luôn. Air fry nè. Rồi để mình coi, quan trọng lắm, dehydrate tức là sấy luôn, có luôn ha. Mỗi lần mình mua mấy cái lò nướng này nè là mình phải đọc coi có sấy và có air fry hay không thì mình mới mua. Mình hay sấy đồ giống như sấy khô nè, rồi sấy khô bò, sấy rau củ quả, mấy cái bộ đồ con nít á dễ thương quá chừng luôn. Áo đầm nè mặc cho Christmas á, 19 đồng 99, 32 đồng 99, trời ơi dễ thương quá. 329 kính của người lớn, còn của nít là 19 đồng 99 nè. Mua cái tặng cho Bella, con của Bảo Trân, dễ thương quá chừng luôn nè. Cái áo này của em bé dễ thương lắm, 25 đô, clearance luôn nha. Màu hồng dễ thương vô cùng luôn. Đây, dễ thương lắm. Có cái eo như thế này, có cái nón luôn. Màu xanh cũng dễ thương lắm. Nhưng mà màu hồng thì mau dơ, còn màu xanh thì mặc lâu hơn. Katie mặc được luôn các bạn. Cái này Katie mặc cũng vừa luôn, mua size lớn á. Bạn nào mà đang ở gần đây mà muốn mua, vô mua, tại có 25 đô à. Mà cái chất lượng á của Tommy Hill á, rất là tốt luôn á. Mặc ấm lắm. Hai cha con sách gì đó? Ủa này cho ảnh nè, này gọi là experiment, thí nghiệm cho ảnh chơi nè. Này đang bán 15 đồng, giá cũng ok. Mở ra coi coi bên trong là cái gì nè. Bên trong là cái gì vậy đại ca? Cái này là đại ca chọn nè. Này nó dán rồi mình mở không được. À, này là có cuốn sách ở trong cho đọc để mà chơi đồ. Để coi coi những gì ở phía sau. Giá thường nó 100 mấy chục. Cái này mỗi thường là 100 mấy chục, mà anh nay người ta bán 52 đồng 99, 150 luôn á. Cái set này á, các bạn nhìn nè, cái set này gia đình anh nói là anh sẽ thích đọc nè. Người ta collect hết tất cả sách hay đó, người ta in ra, người ta làm nguyên một set như thế này, 25 cuốn sách. Vậy mua được sách này rồi gì nữa. Để qua đây coi coi. Trời ơi, anh mỗi lần vô đây tốn tiền sách cho ảnh lắm. Mà cái gì ảnh cũng đòi mua ở nhà, ngợn quá trời sách. Nguyên cái tủ sách của ảnh hả, mình để không đủ luôn á. Đây gì đây? À cái này nãy. Ủa ảnh đòi mua hai cái sách này luôn á hả? Shakespeare luôn á hả? Shakespeare này bình thường bạn mua trên Amazon là khoảng hình như 80. Để mình coi coi. Đúng không? À đúng rồi nè, 80 nè. Nhưng mà Costco thì có 17.99. Ôi, nay mua nhiều sách quá ha. Những sách này thì mình cho chơi đành đọc. Còn những cái sách mà giống như trong đó nói những cái từ không hay á, cho nên là các bạn khi trước khi cho con đọc sách á, nhớ tham khảo trước nha. Tại vì trẻ em dễ bị ảnh hưởng từ sách lắm. Hôm nay là chơi đành được gọi là thu hoạch đậm luôn á. Quá trời quá đất cho ảnh luôn. Bây giờ qua kẹo nha. Tại nhiều bạn hỏi mình kẹo chocolate lắm, cho nên là mình chia sẻ các bạn kẹo chocolate nào mà mình thích nhất ở đây. Chơi đành đổi này nè, gingerbread nè, ảnh thích này nè. Đây là loại kẹo chocolate mà mình thích nhất, truffles original của nó là Deswood cocoa powder, tức là cái bột cocoa của các bạn, bột coca đó. Cái loại này ăn rất là ngon. Nó béo mà nó thơm mà nó đậm vị. Cái loại này thường thường bán ở 9.99 à, năm nay tăng lên là 12.99. Đó là, nhưng mà cái loại này là con nít không có thích đâu, trẻ em không thích, tức là chơi đình không có thích đâu. Nhưng mà loại này ngon nè. Là trong Costco là mình thích nhất là loại này. Nếu mà bạn nào muốn ăn thử, nó mềm mềm dẻo dẻo rất là ngon luôn.
Mình lấy một hộp mà nó nặng lắm nha, nhiều lắm, 12.99 đáng đồng tiền mất gạo lắm đó nha. Một hộp này là tới 1 ký lần đó. Kẹo chocolate vừa rồi mình chia sẻ với các bạn thì nó sẽ kén chọn người ăn nha. Nếu mà người nào thích ăn chocolate thì sẽ rất là thích. Cái đó bởi vì nó đậm vị đó. Còn cái này thì nó sẽ lai lai, tức là nó béo và nó không có đắng. Tùy theo mình chọn cái loại nào thì loại này là hiệu Linh. Nè, loại này ngon nè các bạn. Mình thích loại này nhưng mà cũng tùy theo khẩu vị của mỗi người. Người ta có rất là nhiều loại khác nhau, các bạn mua thử nha. Còn cái loại này nè, nó có đủ loại hết. Nếu mà bạn muốn ăn thử hết đủ loại thì loại này. Đó, các bạn thấy không? Có loại white chocolate luôn nè. Đây, milk, mình thích ăn này nhất. Milk, rồi white. Nhưng mà cái đó nó hơi đắng, nó hơi nhẫn. Rồi cái này, nói chung cái nào cũng ngon, này caramel. Nhưng mà thích nhất là mình thích cái loại milk và white chocolate. Nếu bạn mua này về cho bên Việt Nam thì người ta sẽ rất là thích. Tại vì bên Việt Nam á, người ta thích ăn mấy cái loại chocolate mà hàng sách tay về, nó tươi, nó fresh đó các bạn. Và giống như đóng gói cũng đẹp nữa. Còn cái loại này đang giảm giá nè, còn có 9.99 nè. Đây, cái hộp xinh vô cùng luôn. Cái này mua tặng gia đình được á. Ôi ôi, đẹp lung linh luôn bạn ơi. Các bạn có thể mua này về, đem về Việt Nam tặng nè. Mấy cái này các bạn thấy viền viền không? Giống như là đèn vậy đó. Ôi ôi, ở ngoài đẹp lắm. Nó nổi, thiệt nổi luôn. Cái này mình mua về mình tặng cho gia đình được nè. Mình gói lại, anh thích lắm. Ở phía sau là người ta có hình những chocolate nào người ta có đây. Đủ loại nè. Còn loại này thì 14.99. Loại kẹo này 14.99. Giống như là bạn không cần mua thêm cái bao bì, cái vỏ nữa mà người ta có sẵn cái này. Đó, các bạn mua về là có sẵn cái vỏ như thế này luôn. Đẹp ha. Tặng quà Giáng sinh cho cô giáo. Đây nè, màu đỏ đẹp lắm. Này các bạn nhìn nè, đẹp chưa? Rồi có màu kem nữa nè. Đây, màu kem nè. Cái túi này là chỉ có 14.99 thôi. Năm nay Costco có cái này nữa các bạn, gọi là theo là cước chuột gì nè, 14.88 sen. Mà cái hộp nhìn sang trọng hết sức luôn á. Nè, đẹp quá chừng luôn ha. Mà không biết ngọt không nữa, có bạn nào ăn này chưa? Sợ nhất là cái này làm ngọt quá, ăn không nổi á. Thì thay vì người ta làm bằng đậu phộng, người ta làm bằng quả hạt ốc chó. Rồi bán luôn cái hộp này luôn. Bánh này gọi là bánh bánh bía, giống như bánh dạng bánh bía đó các bạn. Không biết có bạn nào ăn chưa, mình thì chưa ăn cái loại này. Không biết ngon không nữa, có gì để dưới phần bình luận giùm KC với. Ở nhà mình mua quá trời luôn, các bạn nhớ coi mình mua này không? Nó ngọt quá mình ăn không nổi luôn á. Mấy cái bánh này nè, bánh dứa đó của Đài Loan á, mình mua quá trời, mình về review các bạn ăn đâu có hết đâu, tại nó quá ngọt á. Cho nên giờ mình hỏi ý kiến của bạn nào á, mà bạn ăn cái nào ngon mà được á, bạn chia sẻ với mình mua về mình ăn, mình review. Giờ mình mua quá trời ở nhà luôn, nó tới nỗi nó hết hạn ăn không hết luôn, rất là lãng phí. Cái này cũng hay nè, cái này 23.99, cái hộp cũng dễ thương lắm, có đủ loại bánh trong này, bánh khoai môn nữa. Bạn nào ăn này rồi nè, cái này cũng cute cho Christmas nè. Ba chậu cây như thế này á, là 49.97, nhìn đẹp không, có đèn ở trong đó luôn nha. Người ta để ra cho mình xem nè, đó, nhìn thấy không, đẹp ha. Chậu này to nhất, rồi tới medium, rồi tới small, lớn vừa nhỏ, nhìn thấy đẹp ha. Trang trí trên mấy cái ghế, xin lỗi, trang trí trên mấy cái bàn cũng đẹp lắm á. Để coi cái này gì đây. À, còn cái cây này, cây này có đèn đẹp cái nè. Wow, cái này to lắm nha. Trang trí trước vườn, trước sân nhà hay phía sau, 129.97 sen. Đẹp quá trời đẹp luôn ha, đèn nhiều lắm. Rồi cái ông snowman, cái ông snowman thì không thấy giá, chắc đẩy qua bên kia. Nhưng mà cái này đẹp quá nè, 57.99. Mình cảm giác như mọi thứ nó tăng giá, các bạn thấy không? Giá như cao hơn mọi năm ha. Cây Christmas tree cũng vậy các bạn, tự nhiên năm nay tăng. Cái cây mà mình thích trong Costco á, trên online á, năm nay tăng lên 600. Năm rồi 500 mình không mua, năm nay lên 600 luôn. Cây Christmas tree này to quá chứ đành ha. 999, trời ơi đất ơi, tới ngàn luôn. Ừ, mắc quá à, cao quá.
Cái chậu hoa này dễ thương quá chừng luôn ha. Này là hoa thiệt nha. Mình rờ vô là thấy hoa thiệt nè. Là cái chậu đẹp lắm, 24.99. Còn bên đây là cái chậu bự, thiệt bự to lắm, 22.99. Hoa để trưng cho Christmas cho nhà cửa mình nó ấm áp á các bạn, nhìn nó ấm áp, ấm cúng. Giờ đi qua hàng đồ ăn. Hàng đồ ăn thì này có mì xào, udon xào. Udon xào 8.59 mà nguyên một cái hộp to lắm. Nè. Các bạn nào ăn rồi loại này không ạ? Chia sẻ với Cathy với nha. Đi qua tới hàng thịt 7.99 một bao. Cái này là đuôi bò. Đuôi bò 7.99 sen một bao là rẻ đó các bạn. Mà tươi lắm. Mua về hầm nấu vỡ ăn. Nè, cái này dành cho bạn nào không biết thịt chín gầu, mà gầu gọi là gầu trắng á, của mình nấu phở á, gọi là thịt chín, khi mà nấu chín rồi gọi là thịt chín mà nó có mỡ nhiều lắm, mà cái mỡ của nó màu trắng cho nên ta gọi là gầu trắng. 8.99 xem một pound. Beef brisket là loại này 8.99, giờ lên giá cao quá. Cái đó là người ta đã trim mỡ rồi, người ta lấy bớt mỡ, còn cái loại mà mỡ nhiều á này mà nấu phở á, là mình thấy là đây là 4.29 sen. Mà cái nguyên cái cục này to lắm, nó tới 20 pound luôn các bạn. Nấu phở là nấu cục này nha, nếu mà nhà hàng á, để có mỡ này nè, cho nó thơm. Nấu phở mà mình bỏ cái sườn này vô ngon lắm, sườn bò 5.49 sen một pound. Đi qua thịt heo sườn á, sườn non á, các bạn để hầm súp ăn á, 3.19 sen một pound. Mình thích mua này là bởi vì người ta lạng bớt mỡ ra cho mình rồi. Còn thịt thăn á, thịt thăn đồng 99 cent pound, này làm chà bông ngon lắm nè. Bây giờ đi qua hàng đông đá, đông đá trong tủ đông đá nè. Thì này là tôm, tôm Costco mình thích mua cái loại này là tại vì người ta đã lấy đường chỉ đen ra rồi, lọc vỏ luôn rồi. 2 pound là 15.49. Tôm này cũng tươi, ngon lắm, 31.40. 31/40 còn 1 pound. 1 pound là 450 gram nha. Cái set này là cái gì tượng Phật nhảy rào gì tự nhiên mình lại quên. Cái set này hôm kỳ cũng nổi tiếng popular lắm, 67.99 mua dày hầm. Cái này hầm giống như ăn để bổ dưỡng á các bạn. Còn cái loại này là hot dog, cái bánh hot dog nhỏ nhỏ đó cả, đang giảm giá 7.99. Loại trên thích lắm ha. Mua đầy xe rồi, bây giờ thôi mình đi ra tính tiền nha các bạn. Hôm nay là quay tổng cộng luôn, từ quần áo cho tới đồ trong nhà bếp, rồi đồ, rồi thịt, rồi đồ đông lạnh, mỗi thứ một chút cho các bạn. Và nhất là mùa Christmas này nè, mùa Giáng sinh này nè, bạn nào muốn mua những món quà nho nhỏ tặng cho gia đình bạn bè thì cũng có thể tham khảo video của Katie. Bây giờ đi ra đây tính tiền ha. Bạn thích mình đi quay cái gì trong Costco nữa nhớ để ý phần bình luận giùm Katie nha. Và sau khi đi chợ thì tụi mình ghé mua pizza cho Jay Đàn ăn. Mỗi lần tới đây là anh lòi ăn pizza và uống nước ngọt ở đây nè. Hot dog rồi. Mỗi lần đi Costco là Jay Đàn đổi gì? Nói mày nghe nè. Pizza với cái gì? Và sách. Và sách. Cứ lần nào vô đây nè, cũng bắt đầu mua pizza ăn. Rồi cho xin một ly nước ngọt nữa. Rồi đọc sách, rồi mua sách. Với lại mua Lego nữa phải không? Cái tách tách ra làm hai, người ta cắt sẵn nhỏ cho con nè. Công nhận pizza trong Costco rẻ thiệt, có nguyên cái to đùng như thế này luôn nè. Chỉ có 9.95 sen thôi. Sao? Cho nên cho cảm nghĩ về pizza làm sao con? Pizza này là 5 sao. 5 sao luôn hả? Chùi miệng đi nè. Cái thứ nhì rồi đó nha. Ngon lắm hả? Gia đình ăn thấy thèm lắm. Chùi miệng con, chùi miệng. Nay là ngày gì ta? Ngày Family Day phải không? Ngày gia đình đi chung nhau ha. Cuối tuần là hay chở anh đi.
Anh đi vòng vòng. Đó các bạn ơi, các bạn có thích những gì KT quay hôm nay nha? Mình hy vọng các bạn thích. Nếu như thích nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. KT và gia đình mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, ăn lành và hạnh phúc. Đúng rồi. Đúng rồi hả? Rồi bây giờ con chào ông bà cô chú đi. Dạ. Con chào ông bà cô chú. Con cảm ơn ông bà cô chú ủng hộ kênh của mẹ của con. Cảm ơn gia đình. Con chúc ông bà cô chú một ngày vui vẻ, ăn lành, hạnh phúc luôn đi. Dạ. Con chúc ông bà cô chú một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Giỏi. Thank you for watching. Bye bye. Bye. See you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.